Bây giờ mình lấy cắt ra mình tới mình lượm ra mình tới mình lấy cái phần ngọn mình ăn. Còn cái phần này mình có thể mang đi trồng lại. Hello, bữa nay mình làm lẩu lobster. Mình có lobster head, ok, đầu của con cua, con lobster, con tôm hùm á, như là càng chân. Mình sẽ ăn lẩu với lại rau, salary, đầu cần á, cần Mỹ á, mình bào này ra. Mình có rau, mồng tơi, spinach, spinach. Mình có trái khổ qua. Mình có thịt bò, ok, thịt bò rất mỏng để mình bào cái này mỏng ra như thế này. Chiều chiều tối mà ăn lẩu thì là ngon biết mấy. Lẩu đồ biển nữa, mà đồ biển mình chỉ bữa nay mình chỉ có tôm hùm thôi à. Mình sẽ nấu lẩu ở cái đầu và cái càng của con tôm hùm vậy thôi. Cho nên xong là mình cái cây bà của Việt Nam cái mướp đắng thì mình cũng bào luôn. Mướp đắng với lại cần tàu này á, nó bớt cần cần Mỹ này á, nó bớt nhiều đường cho cơ thể của bạn, nó rất là tốt cho cơ thể của mình.
trắng. Quá xanh quá bự. Rồi xong mình sẽ rồi bây giờ mình đi nấu nước súp để mình làm nước súp để mình ăn lẩu nha. Rồi các bạn thấy sao con chưa rau quá đã sợ ghê rồi. Chết ta, bây giờ mình có phần này ok. Ok, và bây giờ mình làm lá chanh ha. Mình lấy cái phần ngon mình ăn thôi, còn phần này mình bỏ đi nhé. Mình có lá chanh ha, chanh Thái Lan ha, mình có ngò ôm ha, ngổ đó, mình có sả, có ớt, có tỏi, có hành. Okay. Sả, lemongrass, ngò ôm, tỏi, hành tây, ớt, ớt này là mình ớt đông đá nha, hôm nay mình không có ớt tươi, cái ớt mình nó ra trái mà nó hết hết ra trái rồi nên mình dùng ớt đông đá. Ớt mình cắt ra vậy thôi cho nó. Có mùi thơm cay cay. Yeah, okay. And
con hành lá, hành củ này, hành ngọt. Mình bóc cái vỏ dư nó đi. Chất lượng của mình cắt của hành, cắt của hành và mình cắt củ xả. Mình cắt khúc mấy củ này mình chẻ nó đi. Bây giờ mình xắt cái cây ngò, cái ngò ôm này ra. Xắt mỏng.
Ok, bây giờ mình đi nấu nước súp rồi khác. Thì mình mở bếp lên. Mình bỏ dầu vô khoảng chừng 2 teaspoon. Rồi mình bỏ tỏi vô. Rồi mở bếp. Đây là nước trắng ha. Mình nó cho nó sôi nước là mình làm cho tỏi nó vàng lên, cho nó thơm lên. Tỏi nó thơm lên rồi đó, tỏi vàng thơm lên. Mình bỏ lá chanh vô. Thấy nước này nó đều sôi rồi đó, mình bỏ một một bình nước súp này, súp hình vót, lá súp, mình bỏ súp này, một bình nước súp này vô. Thơm quá. Thơm mùi lá chanh, thơm mùi tỏi, thơm mùi xả, lemongrass.
đó là bây giờ mình cho hành hành vô. Rồi mình cho một chút xíu nước mắm Việt thơm để cho có mùi thơm của Việt Nam. Và dưới đây cho nó thơm. Mình bỏ một chút dưới đây cho nó thơm mùi nước mắm. Ta-da. Như vậy là được rồi đó. Mình bỏ tất cả vô cái xoong này để mình nấu là nước súp. Súp này thiếu cà chua, ok. Bữa nay mình không ăn cà chua. Well, look good. Vì mình làm theo cách của lẩu Thái Lan cho nên mình để lẩu cốt lẩu Thái Lan khác, okay. Mình bỏ vào đây thêm muối, mình bỏ khoảng chừng 2 muỗng này. Cho nó sôi nhiều rồi mình tắt lửa đây. Và không quên, bạn không quên bỏ chicken flavor soup base, ok, khoảng chừng 4 1 2 3 4 xíu nữa thôi là được rồi. Ok, thế là xong. Rồi mình sẽ mang ra làm cái lẩu. Đổ lên cái nồi son lẩu là đốt lửa sôi lên là xong. So good now. It smells good. Good flavor. Mình cần phải làm cho nó hơi lạc lạc đó. Chút xíu thì mình bỏ tôm vô đó. Lobster đó nó mặn. Cái lobster nó bị mặn. Okay. Tại con lobster nó sống ngoài biển đó, nó bị mặn. Rồi gặp lại, chút nữa gặp lại nha. Ta-da! Bây giờ mình có như cái lẩu là nước sôi đây, mình bỏ ngò ôm vô,
Và mình bỏ lobster vô. Bây giờ mình bỏ lobster vô cho nó ngọt nước. Đây mình có thịt bò. Yes. Water crabs. Yes. Yeah. Mình có mồng tơi, rau cần và rau khổ qua, trái khổ qua. Đó. Bây giờ mình chờ nước nó sôi rồi mình múc ra ăn thôi. Looking good. Rồi xin mời cả nhà, hẹn gặp lại.